Xin chào cả nhà. Này tôi đi khảo sát một công trình ở dưới Thường Tín. Hiện tại tôi đang ở trên tầng mái. Các bạn nhìn thấy bầu trời rất là xanh. View ở đây thì đẹp vô cùng lắm. Đây là tầng, mình cũng chẳng biết đây là tầng mấy vì nhà này cao quá. Ô, cửa sổ đẹp không? Có view đẹp không? View rộng mênh mông. Tầng này thì nhà định làm cà phê cho gia đình. Đây là tầng 5 này. Đây chính là tầng này, dưới này chính là phòng ngủ master. Phần kia chính là phòng ngủ master này. Khu này là khu vệ sinh và phòng thay đồ. Đây là phần thông tầng. Đây là tầng 4 này. Tầng này sẽ làm phòng khách, bếp. Phòng khách và bếp ăn. Bầu trời rất là trong veo. Khu vực bếp ăn. Tầng này người ta sẽ cho thuê văn phòng.